Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của Ngọc Tụn Live ngày hôm nay, A Tụn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma của tác giả Minh Quang mang tên U Linh Hồi Hồn. Hãy ủng hộ A Tụn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Các bạn nếu như muốn mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tụn, kẹo lạc, kẹo dồi, bích bột, trà xanh giảm ngọt 30%, sắp đến mùa trung thu rồi, pha nước trà, một cái bánh trung thu, một chút kẹo lạc kẹo dồi, uống nước trà trong cái buổi tối ngắm trăng thì nó quá là tuyệt vời. Ngoài ra thì còn có bột chấm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu U Linh Hồi Hồn, tác giả Minh Quang. Bầu trời xám xịt u ám, thỉnh thoảng có thể thấy một tia chớp lóe lên trong đám mây đen mù mịt. Những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi. Ở bệnh viện tỉnh, trời mưa càng khiến cho không khí nơi đây thêm lạnh lẽo. Những bệnh nhân mặc áo bệnh viện, tay cầm những bịch truyền dịch, đi lại trên hành lang ẩm ướt vật vờ, trông như những bóng ma. Bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng hô hào tránh đường vang lên. Tất cả giật mình giạt sang hai bên nép vào lan can. Ở trên cáng là một người thanh niên, thân hình cường tráng, cơ thể tím tái. Các bác sĩ vẫn đang không ngừng sơ cứu cho anh. Sau một đoạn đường, người thanh niên được đưa vào phòng cấp cứu. Một hồi sau thì ánh đèn đang sáng của phòng cấp cứu tắt đi, cùng với đó là tiếng người đàn bà gào khóc vang vọng trong hành lang tĩnh lặng. Trên chiếc giường phủ khăn trắng, người phụ nữ có mái tóc lấm tấm bạc quỳ thụp bên cạnh. Bà víu lấy tấm chăn mỏng đang che phủ thi thể của người thanh niên đã không còn hơi thở. Những lời nói ngắt quãng trong tiếng nấc hòa cùng với nước mắt nặng nề chảy trên gò má. Con ơi, cuộc ơi, sao lại thế này à con ơi? Ôi con ơi. Người nhà đứng xung quanh cũng không kìm nổi nước mắt thương xót. Người thanh niên cơ thể đã tím tái, nằm lặng ở đó là Quốc, 26 tuổi. Đang đúng ở độ tuổi trẻ trung năng động, ấy thế mà chỉ trong chớp mắt, biến cố ập đến như cơn sóng, cuốn bay mọi hy vọng về tương lai của anh và gia đình. Quay trở lại đêm hôm trước, sau một ngày làm việc quần quật ở công trường xưởng đến tận khuya, Quốc quay về nhà trong tình trạng mệt mỏi, vắt cái áo đồng phục thấm đẫm mồ hôi trên ghế phòng khách, ngồi xuống bên cạnh bà Lành. Quốc nhìn mẹ một hồi lâu rồi đi vào phòng lấy ra một cái hộp thiếc đưa cho mẹ dặn dò. Mẹ, tiền của con ở đây, mẹ lấy mua thêm mấy cái áo. Áo của mẹ rất chỉ hết rồi kia kìa. Thấy thằng con trai bình thường bướng bỉnh, coi tiền như mạng của mình, hôm nay lại đem tiền nó giấu ra, khiến bà Lành bất ngờ. Bà nheo mắt nhìn con dò hỏi, mày tương tư con cái nhà ai ở xưởng rồi phải không? Hay là mày làm gì có lỗi? Sau này mày lại nịnh nọt mẹ thế? Này, nói trước là mẹ chưa đủ tiền cho mày lấy vợ đâu đấy. Quốc nghe mẹ nói thế, biết bà đang đùa, liền cười xòa đáp. Con trai của mẹ đâu có thế bao giờ đâu. Con ở nhà với mẹ, lấy vợ làm gì? Bà Lành bĩu môi xua xua tay, lấy cái hộp đặt vào trong tủ ngăn kéo của mình. Quốc thấy mẹ cất tiền cũng yên tâm, quay người muốn nói là đi tắm. Bà Lành gật đầu bưng nồi các kho ở trên bàn đi hâm nóng, đặng chờ con tắm xong sẽ cùng ăn. Độ 10 phút sau, Quốc tắm xong, mặc cái quần đùi đầu tóc ướt nhẹp vào nhà, sắc mặt mệt mỏi, ngả người ra ghế cứ than ngắn thở dài không thôi. Bà Lành khó hiểu nhưng nghĩ con trai mình có lẽ đang tương tư đứa nào đó, cho nên bà cũng không có hỏi nhiều. Bà gọi Quốc đến cơm. Bình thường Quốc ăn nhiều, một mình có thể ăn hết luôn cả nồi cơm ấy, thế mà hôm nay chỉ ăn có nhõi hai lưng bát rồi gác đũa không ăn nữa. Quốc ngồi đó, mẹ hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất, miệng nói lên thoáng đến mức bà Lành cũng bất ngờ. Nói chuyện một hồi đến gần 12 giờ đêm, hai mẹ con tắt đèn đuốc, ai về buồng đó nghỉ ngơi.
Thế nhưng bà Lành cả đời này cũng chẳng thể ngờ được đó là lần cuối bà nghe thấy giọng con trai mình. Sáng hôm sau 7 giờ vẫn chưa thấy con giận đâu. Bà Lành thắc mắc, quái lạ, sao cái thằng này hôm nay nó lại ngủ nướng thế nhỉ? Bình thường nó dậy sớm lắm cơ mà. Thấy gần trễ giờ làm, bà Lành liền gõ cửa phòng gọi Quốc dậy, nhưng mãi không có động tĩnh gì. Trong lòng của bà dấy lên một nỗi bất an. Cửa phòng con không khóa trong, bà mạnh dạn từ từ khẽ đẩy ra. Quốc nằm ở trên giường đôi mắt nhắm nghiền, nhưng bà có lay bao nhiêu thì Quốc cũng chẳng tỉnh. Thấy sự tình không ổn, bà Lành run rẩy đi tìm điện thoại, gọi cho họ hàng ở gần đến chở Quốc vào viện. Vừa lên đến xe thì cơ thể của Quốc đã tím tái và lạnh đi. Ai cũng nói là Quốc đã chết rồi nhưng bà chẳng tin, nhất định là muốn đưa con vào viện. Trên đường đi bà không ngừng chắp tay cầu nguyện, hết xoa tay lại xoa chân cho con, mong con cố gắng cầm cự. Từ nơi khi đã đẩy Quốc vào trong phòng cấp cứu, bà đứng bên ngoài liên tục dập đầu trước cánh cửa phòng cấp cứu, mong có một phép màu nào xuất hiện để cứu con mình. Đối với bà thì Quốc là hy vọng duy nhất để bà có thể sống đến bây giờ, sau khi đã chịu nỗi đau mất đi người chồng yêu thương. Bây giờ lại mất con, liệu bà có sống nổi? Một hồi sau, một vị bác sĩ bước ra lắc đầu trầm giọng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cậu đã tử vong mấy giờ trước rồi. Bà Lành không chịu tin, bà vừa quỳ vừa lết đến trước mặt bác sĩ, hai tay cứ chắp lại xoa vào nhau. Bác ơi, không, không bác ơi, con tôi nó mới chỉ 26. Bác sĩ ơi, hôm qua nó còn nói chuyện với tôi mà. Tôi xin bác sĩ, bác ơi bác cứu nó, tôi không có nó tôi sống làm sao, tôi sống làm sao. Bác sĩ nhìn cảnh tượng thương tâm cũng chỉ có thể ngậm ngùi an ủi, rồi để cho cả nhà vào nhìn mặt Quốc lần cuối. Dưới lớp vải trắng, cơ thể thanh niên hiện ra, nhưng bây giờ làm gì còn sức sống, nó tím tái lạnh băng, chẳng còn hơi ấm. Bà Lành cũng không thể đứng vững được nữa, bà đi vài bước, sắp đến bên cạnh giường thì lịm đi. Mọi người hốt hoảng đỡ bà, đặt lên cáng chuyển bà sang phòng bệnh khác nằm. Cho đến tận chiều bà mới tỉnh lại. Nhìn trần nhà trắng tinh của bệnh viện, bà nhớ lại muốn chạy sang chỗ con trai. Thế nhưng bây giờ họ hàng đã làm thủ tục để chuẩn bị đưa Quốc về nhà. Bà vẫn gào khóc, bà mắng chửi cuộc đời bất công. Sao không để cho bà chết thay con bà đi? Nó còn trẻ như thế, mặt mũi nó tuấn tú như thế, sao lại nỡ cướp đi mạng sống của nó như thế? Về đến nhà, những người hàng xóm nghe tin cũng chạy qua giúp đỡ dựng rạp, mỗi người một việc, không ngơi tay. Ai cũng tiếc nối vì người thanh niên được cho là người con hiếu thảo, người hàng xóm tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người. Vậy mà chỉ sau một đêm đã tử dã trần thế, bỏ lại mẹ già bơ vơ. Người ta đặt Quốc lên cái giường ở giữa nhà, chờ đến giờ khâm liệm. Bà Lành cứ nắm lấy tay con mà khóc ngất, tỉnh dậy rồi lại khóc. Cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nó quả thực khiến người ta xót dạ. Đưa về nhà lúc 19 giờ tối, đến tận 22 giờ mới được khâm liệm, bởi lúc ấy mới được giờ lành. Bà mẹ tắm rửa cho con và ngậm ngùi hát ru những câu mà mình đã từng ru con ngủ từ thuở còn ấu thơ. Tiếng hát vang lên làm cho người ta nẫu ruột. Bà khoác lên người con bộ áo nệm, trong lòng xót xa. Thằng Quốc trước giờ lúc nào nó cũng chỉnh chu, cái áo lẻ loẹt như thế này nó không mặc đâu. Nói thì nói, nghi thức vẫn phải làm. Khoảnh khắc Quốc được mọi người đưa lên đặt vào trong quan tài thì tiếng kèn trống cùng với tiếng đọc kinh của thầy cúng bắt đầu tỉ tê vang lên. Trái tim của người mẹ lúc bấy giờ vỡ nát ra thành từng mảnh. Đứa con duy nhất của bà đã thực sự rời bỏ bà. Nắp quan tài đóng sập lại, hình bóng thấp thoáng của Quốc cũng biến mất. Cơ thể của bà như chết lặng, bà không khóc nổi nữa. Bà cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài vừa được người ta bưng kín miệng.
Tối ngày hôm đó, bà Lành ngồi bên cạnh quan tài, thổ thể những câu chuyện xưa cũ. Từ lúc bà đẻ con ra còn đỏ hon hòn, tiếng nó khóc như xé vải ấy. Cho đến câu chuyện con bà leo cây bị lộn từ trên cao xuống, ấy thế mà không hề bị thương. Lúc ấy hàng xóm người ta bảo thằng bé là được mụ đỡ đấy. Bà lọ mọ đi vào hộc tủ lấy cái hộp thiếc đựng tiền vút ve. Nước mắt của bà cứ tuôn ra. Lúc này bà nhận ra dường như là đêm qua con trai bà đã cảm nhận được cái chết đang đến gần, cho nên nó mới dặn dò bà như vậy. Đó cũng chính là lý do mà tối ngày hôm qua nó nói chuyện với bà nhiều như thế. Nhìn tấm ảnh được lồng bên trong khung gỗ đặt trên cái bàn vong, trong ảnh là một chàng thanh niên khuôn mặt sáng lạng, nụ cười tươi rói. Ai có thể ngờ được chứ. Qua ngày hôm sau, tang lễ bắt đầu. Mọi người trong làng xóm lần lượt đến viếng thăm, tỏ lòng phân ưu thành kính. Đám tang có vẻ bình thường cho đến khi những chuyện kỳ lạ khó hiểu bắt đầu xảy ra. Trưa hôm đó, lúc mọi người vừa cúng cơm xong, con bé Thắm, con anh trai của bà Lành, chợt nghe tiếng của cuốc vang lên ở sau vườn. Con Thắm khựng lại, ngó nghiêng ra vườn nhưng chẳng thấy ai cả. Nó lắc đầu tự trấn an mình, có lẽ mình quá đau buồn cho nên mới sinh ra ảo giác. Nó đi vào trong nhà nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh quan tài của cuốc. Ở bên ngoài có nhóm mấy người đang phụ đào huyệt cũng đã về ăn trưa. Họ bàn tán sôi nổi về buổi ngày hôm nay. Dường như có chuyện gì xảy ra khiến cho khuôn mặt của ai nấy đều tỏ ra hoang mang. Thắm tò mò đi ra ngoài, lấy một cái ghế nhựa, ngồi xuống bên cạnh nhóm đào huyệt. Ông Sáu là trưởng nhóm đào huyệt bảo: "Bảy ơi, tao thấy lạ lắm đó. Sáng nay cái chỗ mảnh đất đó nhìn thì dễ đào, mà không ngờ mới thục sở beng nhát đầu á, cái sở beng nó mẻ luôn. Trời ơi, đất đai gì mà nó cứng như đá vậy." Anh Tân con ông Tiến cũng góp lời: "Vâng, nãy cái ông thầy xem tướng kia có vẻ cũng lo lắng lắm. Quay mãi mới tìm ra hướng tốt. Ông ấy nói trẻ tuổi mà chết sớm như thế là có điểm đó." Cả nhóm cứ bàn tán. Một hồi đã hết giờ nghỉ ngơi, họ lại tiếp tục đi làm việc. Thắm ngồi từ nãy đến giờ cũng ngơ ngác. Cô thực sự chẳng thể hiểu được chuyện em họ mình chết thì có liên quan gì đến việc điểm gở. Còn những thứ kỳ lạ mà đám phu mộ nhắc tới là gì? Cô suy nghĩ một hồi rồi cũng dần dần mờ mịt. Cuối cùng thở dài: "Chắc là mọi người chỉ đang trêu đùa nhau để cho vơi bớt mệt mỏi." Bà Lành ngồi bên cạnh quan tài của cuốc cứ thẫn thờ hát dô. Bà chẳng ăn chẳng uống. Ai cũng lo, sợ rằng là bà sẽ không chịu được mà đổ vật ra đấy. Người đến viếng thăm mỗi lúc một nhiều. Ông Hoàng, bác của cuốc, cũng bận tới bận lui chẳng kịp ngơi tay. Nhà lúc này chỉ còn toàn là phụ nữ, cho nên cũng đành phá lệ cho con Thắm phải đứng ra lạy trả. Khói từ bát nhang khiến cho mắt nó cay nhòe cả đi. Những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Những vòng hoa viếng màu trắng dài đầy khắp sân nhà. Những bức chướng ghi những lời chia buồn treo đầy bức tường trước sân. Tiếng khóc xé lòng hòa cùng với tiếng mưa rả rích khiến cho khung cảnh càng thêm thê lương lạnh lẽo. Thắm đứng bên cạnh quan tài đáp lễ. Cô vừa cúi đầu xuống thì bỗng nhiên cô hét toáng lên, khiến cho quan khách lẫn người nhà hớt hải chạy vào. Thắm lùi về phía sau, tay lăm lăm cây gậy, tiến đến chỗ ban thờ của cuốc. Cha cô cũng gấp gáp chạy vào xem tình hình của con gái. Vừa nhìn thấy cha, Thắm khóc òa run rẩy: Có con rắn. Ông Hoàng ngẩn người khi nghe con gái nói. Ông bước tới nhìn một lượt mới giật mình nhận ra, quả thực đằng sau bức ảnh thờ có con rắn màu xanh lục đang cuộn tròn ở đó. Nhìn qua thì dễ nó phải dài hơn cái sải tay người lớn, to bằng hai đốt ngón tay. Ai ở đó cũng thấy lo, bởi vì rắn mà xuất hiện thì bình thường sẽ là điểm chẳng lành. Con rắn không hề nhúc nhích mặc dù đã có nhiều người vây quanh. Mãi một lúc lâu sau, con rắn mới từ từ ngóc đầu dậy, bò về phía bình hoa cúc rồi quấn lấy nó. Những người xung quanh kinh hãi lùi lại. Chỉ có ông Hoàng là gan dạ, tiến lên phía trước thắp nhang rồi khấn vái gì đó.
Sau khi mở mắt, con rắn cũng từ từ rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chuyện này cũng khiến cho những người trong xóm tò mò. Họ liên tục đưa ra những dự đoán về tương lai của nhà bà Lành. Những lời đồn thổi không ngừng chỉ dừng lại ở trong làng xóm mà còn lan ra cả những khu xung quanh. Bọn họ vì tò mò mà không quản đường xá xa xôi đến viếng đám. Mục đích chỉ có một, chính là để xem liệu có chuyện này xảy ra lần nữa hay không. Những tiếng ồn ào huyên náo làm cho bà Lành vốn đã đau buồn nay lại càng thêm suy sụp. Khó khăn lắm ông Hoàng mới đuổi được những kẻ hiếu kỳ rời đi. Thắm cũng lần đầu thấy bố mình hung dữ đến như vậy. Cô nhìn bố trầm mặc, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Màn đêm dần dần buông xuống, tiết trời mấy ngày hôm nay âm u xám xịt. Trời sập tối nhanh hơn bình thường. Họ hàng dắt díu nhau đến trước ban thờ của Quốc để chuẩn bị làm lễ cúng cơm. Tiếng kèn trống, tiếng đọc sớ của thầy cúng hòa cùng với tiếng khóc nghẹn ngào của bà Lành khiến mọi người có mặt ở đó ai cũng rơm rớm nước mắt. Buổi lễ nhanh chóng kết thúc, Thắm lại mang chén bát ra sân hí hoáy dọn dở. Bỗng nhiên một làn gió dọn người thoảng qua khiến cô rùng mình. Thắm quay phắt đầu lại xem thử là thứ gì, nhưng vẫn giống như lúc trưa. Sau lưng cô chỉ là một khoảng âm u. Thắm vốn dĩ chẳng tin vào sự ma sự quỷ, tự trấn an bản thân đi vào trong và cũng chẳng kể cho ai chuyện này cả. Cho đến tận tối muộn, cô xung phong canh chừng để thắp nhang, bởi lẽ ở bên này cô cũng chẳng ngủ được. Khuya mấy trời mưa như chút nước. Thắm ngồi ở trong nhà nhìn ra ngoài mà trong lòng buồn rười rượi. Độ chừng 3 giờ sáng, Thắm đứng dậy thắp hương cho Quốc, vừa cắm hương vào bát xong. Phía trước hình như có cái thứ gì đó vô tình xô ngã cô vào bức tường ở đằng sau. Tiếng động làm cho mấy người ở trong nhà giật mình. Khi chạy ra ngoài thì đập vào mắt họ là cảnh Thắm đang ngã sõng xoài trên những bức chứng đỏ. Ông Hoàng chạy đến đỡ con rồi lo lắng. Sao đấy con, buồn ngủ quá à? Sao không gọi bố dậy? Có đau không? Chết thôi, phải cẩn thận chứ lại cái con này. Thắm lúc này đầu óc choáng váng nhưng cũng chỉ lắc đầu. Rất nhanh cô được đưa vào bên trong. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Thắm nghe được giọng nói khàn khàn chậm chậm vang lên ở trong đầu. Ngày mai, ngày mai nữa thôi. Vừa dứt câu lại thêm một tràng tiếng cười ghê rợn. Dường như tiếng cười rất hứng thú khiến người ta nghe mà dựng cả tóc gáy. Những chuyện kỳ lạ diễn ra làm cho mọi người trong đám trở nên hoang mang. Đến sáng ngày hôm sau trời vẫn mưa. Ông Hoàng bàn bạc với bà Lành đưa tang sớm hơn dự kiến. Chỉ cần trời nó ráo đi một tí là đưa ngay. Bà Lành chẳng nỡ nhưng cái sự tâm linh chẳng đùa được. Bà đành phải ngậm ngùi gật đầu. Được sự chấp nhận của bà ấy, ông Hoàng gấp gáp đốc thúc cánh phu đảo huyệt nhanh tay. Thầy cũng đã chọn được giờ tốt là 11 giờ trưa nay. Mọi công tác chuẩn bị đều đã được hoàn thành. Đám thanh niên trong làng cũng được chọn ra để khiêng quan. Đến 10 giờ 30 cả nhà bắt đầu tiến hành nghi lễ đưa tang. Tiếng khóc xé lòng của bà Lành lại vang lên. Tiếng kèn trống, tiếng đọc kinh, rì rầm gấp gáp hối hả. Đúng 11 giờ, đám thanh niên trai trắng đến bên quan tài khuỵu gói, đặt lên vai dưới thanh đỡ, hô 1, 2, 3 rồi đứng dậy. Quan tài vừa nhấc lên, bà Lành hét lên một tiếng chua xót rồi lịm đi. Mọi người đành phải đưa bà lên xe mà chở đi theo. Màu áo tăng trắng toát bao trùm cả con đường, hòa lẫn với sương khói mờ mờ. Đoàn đưa tang đi đến ngã ba, chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là tới nghĩa địa. Bỗng nhiên có con chó mực từ đâu nó chạy ra, chặn trước đoàn người. Con chó cứ thế mà trợn mắt, xù lông lên,
Nó cắn thẳng nhấm nhăng nhấm nhẳng về phía trước. Tiếng chó sủa đánh động tới những con chó nhà hàng xóm hai bên đường. Thành ra là cả đám tang trở nên nhốn nháo. Ông Hoàng lên định toan đuổi bầy chó đi, thế nhưng nó vẫn cứ hung hăng sủa tợn. Ông Hoàng khó hiểu, đành gọi một người là bạn của ông đến để bắt những con chó này xua sang chỗ khác, chứ không lỡ giờ tốt, ông còn bao việc ở đây. Lũ chó mặc dù bị đuổi dạt cả đi, nhưng vẫn cứ quay mặt lại, chõ vào sủa hóng. Thời điểm những con chó vừa được xua đi thì Thắm bỗng nhiên giận người. Cơn lạnh lẽo thổi ngược từ phía sau, tay chân của Thắm lạnh toát kỳ quái, y hệt cảm giác đêm qua. Thắm ráo rác nhìn quanh, chỉ thấy đoàn người dài dằng dặc đang dừng lại ngay dưới bóng của cây si già bên kia đường. Gió thổi quấn cả bụi đất, khiến cho những người trong đoàn đưa tang phải đưa tay che mắt lại. Lúc cơn gió dừng hẳn thì điều kinh hoàng hơn lại diễn ra. Những người đang ngồi trong xe bỗng nhiên cảm thấy hình như bên trong quan tài của Quốc có tiếng động lục cục. Tiếng động mỗi lúc một lớn và dồn dập. Những người trong xe sởn gai ốc. Tiếng động phát ra làm cho mọi người phải dừng lại. Người ta nhảy xuống, để lại mỗi quan tài của Quốc trơ vơ trên xe. Tiếng động gõ thêm vài lần rồi dừng hẳn. Tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng không ngờ cỗ quan tài bây giờ rung lên đùng đùng. Rồi trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, nắp quan tài bị đạp bung ra. Quốc ngồi chồm dậy, trên người vẫn khoác bộ áo nệm, những dây buộc vẫn còn vướng víu. Cảnh tượng này khiến những người đưa tang khiếp vía. Có người sợ hãi quá đến nỗi ngất lịm cả đi. Ông Hoàng cũng tái mặt, đầu óc của ông trống rỗng. Ông không kịp nhận thức điều gì. Quốc cúi đầu nhoẻn miệng cười, một nụ cười bí hiểm, dường như chỉ có một mình anh ta biết. Bà Lành nhìn thấy tất cả, trái ngược với phản ứng của mọi người. Bà vui mừng khôn xiết, bà leo chồm lên xe, ôm lấy đứa con trai của mình. Trong mắt của bà bây giờ chỉ có một hình bóng duy nhất là con trai của bà đã sống lại. Bà Lành không ngừng sờ nắn khuôn mặt của con. Ông Hoàng định thần run rẩy tiến lại gần. Quốc đảo mắt nhìn một vòng như tìm kiếm gì đó, rồi nhẹ nhàng hỏi, mẹ làm sao thế? Tiếng gọi mẹ làm cho bà Lành như vỡ òa. Bà thầm cảm tạ trời đất, còn đám người đưa tang thì đang không ngừng bàn tán. Quốc chỉ tay về một người đàn ông bên cạnh ông Hoàng. Hai ngày sau, ông sẽ bị tai nạn liên quan đến nước đấy. Lời này vừa nói ra làm cho ông Chiến giật mình. Bởi lẽ hai ngày sau, quả thực ông có hẹn đi vớt cá với ông Hoàng. Hai người nhìn nhau khó hiểu, rồi lại quay nhìn Quốc bằng con mắt hoài nghi. Ông Hoàng ngẫm nghĩ một lúc, lắc lắc đầu nhìn ông Chiến, đoạn hô hoán mọi người quay về. Chứ sống lại rồi thì còn chôn cất cái đếch gì nữa. Bà Lành vẫn ngồi trên xe xoa nắn chân tay con, cứ suýt xoa không ngừng. Những người đưa đám thì đang xì xầm bàn tán. Có người thì nói đây là chuyện may mắn đấy, là Quốc được trời thương cho sống lại đấy. Có người thì lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi, nói đấy là điểm gở, biết đâu đây chẳng phải là thằng Quốc. Những lời bàn tán cứ tỉ tê vang lên suốt cả con đường đi về nhà. Đám đưa tang quay lại nhà mà không biết chuỗi ngày đau thương của cả làng chuẩn bị bắt đầu. Thắm vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa hoang mang. Cô không thể hiểu được sự run rẩy từ sâu trong tâm can của mình là gì. Cô chỉ biết sau một tiếng cười hòa lẫn tiếng hét chói tai, thì em họ của cô từ cõi chết trở về, thần sắc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô cũng giống như là bà Lành, cô cũng vui mừng khi Quốc sống lại. Bởi lẽ, mặc dù là anh em họ, nhưng rất yêu quý nhau,
Nhà vốn dĩ neo người cho nên lại càng trân trọng những thân quyến. Quốc vốn dĩ là em, thế nhưng lại lớn hơn Thắm vài tuổi, vẫn cứ luôn luôn chăm bẵm, bao bọc cho Thắm từ khi còn nhỏ xíu. Tuy nhiên sự vui mừng ở trong lòng cũng chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi vô hình đang dâng lên. Thắm cứ run lên từng chập, bàn tay vô thức che miệng lại, ngăn không cho tiếng hét phát ra, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt. Về đến nhà, mọi người một lần nữa bắt tay vào thu dọn, dỡ dạp, nấu ăn. Từ đám tang đau thương, nay đâm ra lại trở thành một bữa tiệc liên hoan. Bà Lành cùng ông Hoàng cẩn thận dìu Quốc từ trong quan tài ra, nhưng có vẻ anh cũng chẳng yếu đuối gì. Quốc đứng phắt dậy bước ra khỏi quan tài đảo mắt một vòng, rồi hỏi mẹ. Mẹ ơi, có gì ăn không? Mấy ngày nay con đói quá. Bà Lành liền vội vàng lật đặt ra sau bếp, lấy bát cơm cùng với thịt kho tàu mang lên cho Quốc. Trước đây vốn dĩ anh cũng rất thích món này. Chỉ là một bát thịt kho thôi, anh có khi ăn hết cả nửa nồi cơm. Quốc đón lấy bát cơm trên tay của bà Lành, có vẻ ái ngại gắp miếng thịt đưa vào miệng. Trái với ánh mắt sáng rực thường ngày khi được ăn món quen thuộc, thì lần này khuôn mặt của Quốc sầm xuống. Miếng thịt vừa trệu trạo nhai đã nhăn mặt cố kìm nén mà nuốt. Bà Lành lo âu, bà nhìn Quốc. Con ơi, con làm sao thế? Thế không ngon à? Nếu mà không ngon thì con cứ ăn tạm, mai mẹ mua thịt khác về mẹ nấu nhá. Mãi một hồi khuôn mặt của Quốc mới giãn ra, cuối cùng nhíu mày ăn hết số cơm còn lại. Đến chiều khi tất bật dọn dẹp xong, ông Hoàng cùng mọi người khiêng cái quan tài rỗng ra huyệt mộ rồi đốt. Ông cũng cho người lấp luôn cái huyệt mộ đã đào sẵn. Dù trong lòng ông vẫn còn hoài nghi, thế nhưng mà thôi, ông nó cũng là sự mừng, ông cũng chẳng điều tra làm gì nữa. Làn khói từ quan tài bị đốt cháy lên ngùn ngụt. Trong làn khói trắng, ông lờ mờ thấy có một bóng dáng rất quen thuộc. Ông Hoàng ngạc nhiên muốn nhìn cho rõ, nhưng đằng sau cái bóng mờ kia lại là ông Chiến. Ông có chút hụt hẫng thở dài đành quay người ra lấy xe đi về. Ở nhà Quốc bỗng nhiên cười phá lên, khiến cho bà Lành và mọi người ngạc nhiên. Bà nhìn con bằng ánh mắt khó hiểu. Hình như Quốc cũng phát giác ra mọi người đang nhìn mình, liền buông bát đũa ôm lấy mẹ. Không mẹ, là do con vui quá mà. Con sợ là sau này không gặp lại được mẹ nữa ấy. Không sao đâu mẹ, không sao đâu. Những tiếng gọi mẹ đầy yêu thương khiến cho bà Lành mủi lòng, những giọt nước mắt lại lăn dài. Quả thực là bà cũng nghĩ như Quốc, bà còn có suy nghĩ sau khi chôn cất Quốc sẽ đi theo con luôn để cho con mình khỏi cô đơn. Chứ thực tình thì đời bà nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bà cứ miên man suy nghĩ mà không để ý. Trong đôi mắt của Quốc đục ngầu ánh lên một tia nhìn quỷ dị, nhìn chằm chằm về phía ban thờ gia tiên. Miệng của Quốc nhếch lên một nét cười. Tối ngày hôm đó, bà Lành bận rộn hơn bao giờ hết. Những người hàng xóm quây quần lại chúc mừng sự kiện chấn động. Hai mẹ con Quốc cùng với những người họ hàng ngồi trong nhà nhìn ra, thấy người ta đang bàn tán. Ai nấy đều rất kinh ngạc về trường hợp có 102 này. Trời ơi, không thể tưởng tượng được. Nói chứ tôi sống mấy chục năm trên đời này, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng nó điên rồ như thế đấy. Chết đến thế rồi đưa đi chôn mà lại có sống lại là mới tài chứ lại. Tôi năm nay 70 tuổi rồi mà lần đầu tiên tôi mới thấy cái sự này đấy. Chứ phải tôi thì tôi chết hẳn. Trong góc nhỏ trái ngược với sự huyên náo là khuôn mặt của Thắm. Cô vẫn cứ thấp tha thấp thỏm suốt từ lúc về đến giờ. Tựa như có bức tường vô hình nào đó ngăn cách, khiến cho tâm trí của cô muốn bước tới ôm lấy Quốc. Thế nhưng cô chẳng tài nào nhúc nhích nổi. Ông Hoàng thấy con gái có chút khác lạ, liền đi đến hỏi. Con làm sao thế? Em con sống lại mà không vui à? Thắm giật thót mình, quay lại mặt mũi tái mét, lắc lắc đầu. Không, con vui lắm chứ. Chỉ là mấy hôm nay con không ngủ được, cho nên con hơi mệt. Ông Hoàng nghe con gái nói vậy thì vỗ về con, trấn an. Chỉ một cái vỗ vai nhẹ nhàng cũng thu hút Quốc. Gã đột nhiên quay ngoắt lại,
nhìn Thắm khiến cho cô rùng mình. Thắm chậm chậm đối mặt, trong mắt của cô Quốc mỉm cười, khóe mắt cong cong, quả thực rất giống em họ của mình trước cây. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, ánh nhìn đó đã trở nên sự phấn khích, như là con dã thú nhìn con mồi. Cái miệng tựa như rộng ngoác ra, nụ cười ngoác đến tận mang tai một cách ghê rợn. Thắm run lên bần bật, không kiềm chế được mà đưa tay che miệng. Ông Hoàng từ nãy đến giờ ngồi một bên, thấy con gái khác lạ liền lay lay. Thắm giật mình hoảng hốt quay lại nhìn bố, rồi lại nhìn sang bên phía Quốc, thì lại thấy là nụ cười quen thuộc hòa nhã. Thắm gượng cười cúi đầu rồi đứng dậy bỏ đi. Cô đi thẳng một mạch về nhà. Cả ngày hôm nay, tâm trạng của cô cứ thấp thỏm như treo ngọn cây. Về đến nhà, Thắm lập tức leo lên giường đắp chăn rồi ngủ thiếp đi. Hôm sau, bà Lành lại trở lại bộ dáng vui vẻ. Bà đi chợ sớm mua 2 cân thịt lợn rất tươi, thậm chí mới mổ ra còn nóng hôi hổi. Vừa từ ngoài cổng về, Quốc đã cảm nhận được điều gì liền chạy ra, đôi mắt sáng lên nhìn túi thịt trong tay của mẹ. Bà Lành cưng chiều nói, qua con ăn không ngon miệng, nay để mẹ trổ tài lại nhá. Mẹ làm món thịt kho tàu thật ngon cho, chứ hôm qua các thím nấu chắc là không hợp. Quốc gật đầu, dạ vâng, thế mẹ đưa đồ con cất cho, rồi để tối nấu, ăn bữa tối thôi. Bà Lành cũng mừng, nhìn bóng lưng của con chạy vào nhà, nở nụ cười hạnh phúc. Đau thương qua đi, lại phải quay lại với công việc hàng ngày. Quốc thì vẫn đang trong thời gian nghỉ phép ở nhà. Bà Lành đi vào nhà thay bộ đồ rồi ra đồng, không quên dặn dò con nghỉ ngơi đã. Vừa mới qua cái tai kiếp khủng khiếp, Quốc vâng dạ nhìn bóng lưng của mẹ khuất hẳn, bấy giờ nụ cười trên môi mới trở nên méo mó. Đi đến bên tủ, nơi vừa cất túi thịt, mở ra, nước dãi của gã nhèo ra. Quốc nhìn chằm chằm vào khổ thịt trong tay, thèm thuồng. Cho đến khi không thể nhịn được nữa, gã đưa miếng thịt lên mà cắn xé một cách đầy mãn nguyện. Một chút máu còn đọng lại bên khóe mép, trông thật kinh tởm. Ăn hết 2 khổ thịt, Quốc mới dừng lại. Nhìn vào khổ thịt còn lại, Quốc tặc lưỡi rồi đóng cửa tủ. Gã liếm mép, tận hưởng cái hương vị máu tươi mà mình vừa thưởng thức. Cho đến buổi chiều muộn, khi bà Lành từ ngoài đồng về định làm cơm, thì thấy mất đâu 2 khổ thịt. Bà ngạc nhiên hỏi, Quốc ơi, Quốc, thế sáng nay con cất thịt mà thế nào? Quốc nằm ở trên nhà nghe mẹ hỏi, chỉ bâng quơ đổ lỗi cho con mèo con chó. Bởi vì lúc đưa túi thịt vào quên cất trong tủ lạnh, cho nên mèo nó nhảy lên. Bà Lành cũng tin, thở dài tiếc rẻ. Tối đó bà Lân nấu toàn là những món Quốc thích. Thế nhưng lần này gã có vẻ lại không ưng, bộ dáng miễn cưỡng mà ăn. Đang ăn bỗng nhiên Quốc quay qua mẹ, hay là từ giờ mẹ mua thịt về bỏ trong tủ đó, đến bữa con thích ăn như thế nào để con nấu, mẹ đỡ vất vả. Bà Lành nét mặt thoáng một tia buồn bã, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Nhận được cái gật đầu của bà, Quốc như mở cờ trong bụng, cười tươi rói. Ăn xong leo lên giường đóng cửa buồng, ngồi lì ở trong buồng khiến cho bà Lành cũng thở dài. Về phía Thắm, sau ngày hôm đó, Thắm cứ thẫn thờ, thỉnh thoảng lại giật mình thon thót, kiệm lời hơn hẳn trước đây. Nếu như trước, ông Hoàng có khi phải lấy cái băng keo dán miệng của con lại cho nó đỡ nói nhức đầu, thì bây giờ ông phải muốn cậy miệng nó ra. Thắm cứ lặng lẽ như vậy khiến cho ông lo âu. Sắp hết hạn nghỉ phép, Thắm phải quay lên thành phố tiếp tục học. Ngày sắp xếp vali chuẩn bị đi, cô cảm giác cứ bồn chồn, tối cũng chẳng ngủ được. Trằn trọc suốt cả một đêm, đến độ 4 giờ sáng, ông Hoàng chở con gái ra xe. Cho đến khi xe rời khỏi bến, Thắm mới giật mình quay đầu lại, ánh mắt hiện lên tia sợ hãi, nhìn về phía bố mình đang đứng ở ven đường. Sáng hôm đó, ông Hoàng với ông Chiến có hẹn đi vớt cá. Có vẻ như 2 người đã quên lời dặn dò của Quốc mấy hôm trước. Đi được độ nửa tiếng thì bỗng nhiên thấy có gì là lạ. Không biết là cái thuyền nó vướng vào cái gì mà dừng hẳn. Trời đang nắng, bỗng nhiên trở nên sầm sì. Những giọt mưa bắt đầu lộp độp rơi.
Trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Mưa trắng trời trắng đất. Hai người đàn ông chật vật muốn quay về, nhưng khổ nỗi không biết cái thuyền nó mắc cái gì, loay hoay chèo mãi mà chẳng quay đầu lại được. Ông Hoàng cứ lờ mờ tính toán khoảng cách của thuyền và bờ, thấy gần, ông nói to với bạn. Gần bờ lắm, hay là ta nhảy xuống, lội vào trong nhỉ, chỗ này nước cũng nông. Ông Chiến gật đầu, cả hai nhanh chóng thu lưới rồi bỏ cái thuyền lội bì bõm vào bờ. Lội bùn một lúc, ông Hoàng đã về đến bờ nhưng mãi không thấy ông Chiến đâu. Trời thì mưa mù mịt, tầm nhìn bị thu lại. Ông Hoàng vẫn có thể miễn cưỡng lờ mờ nhìn ra xa thấy ông Chiến đang bì bõm. Chiến ơi, nhanh lên nào. Không thấy có lời hồi đáp, bóng dáng kia vẫn cứ lấp ló. Ông Hoàng nhìn chằm chằm, nước đang dâng dần lên, ông lo lắng. Bỗng nhiên chỉ trong một loáng chớp mắt, bóng hình quen thuộc đột nhiên biến mất. Ông Hoàng tái mặt, kêu lên thu hút sự chú ý của mấy người ở gần đó. Ông hô hào cầu cứu mọi người. Một hồi sau, một thanh niên chạy đến. Anh ta buộc một sợi dây thừng ngang lưng quần rồi nhảy xuống nước, bơi đến chỗ cái thuyền đang dập dềnh. Thấy ông Chiến đang bị nước nhấn chìm ở bên kia, anh thanh niên chồm tới túm tóc ông kéo hẳn vào bờ. Nhưng ngặt nỗi là không tài nào lôi đi được, tựa như có thứ gì đó ở dưới đáy nước níu chặt lại. Anh này hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống để xem tình hình. Trong làn nước đục, anh thấy đôi chân của ông Chiến gần như bị cuốn chặt bởi tấm lưới đánh cá mỏng. Đó chính là lý do anh tiếp tục bơi tới gần cái thuyền, ôm lấy đống lưới đánh cá để lôi ông Chiến lên. Mọi người trên bờ lo âu. Bỗng nhiên sợi dây thừng bị kéo căng, ai nấy hồi hộp. 5 phút sau, ông Chiến mới được người thanh niên kia đưa vào bờ thành công. Đã bất tỉnh, cơ thể đã tím tái. Ông Hoàng lập tức ép ngực muốn sơ cứu, nhưng làm thế nào thì ông Chiến vẫn chẳng tỉnh dậy. Khi mọi người chú ý đến tấm lưới đánh cá quấn chặt lấy chân, thì một bà cụ nào đó lấy ra con dao bổ cau cứa vào tấm lưới định gỡ nó ra. Sơ cứu một hồi, ông Chiến đột nhiên ho lên sù sụ, ọc ra bao nhiêu là nước trước sự mừng rỡ của mọi người. Bây giờ ông Hoàng mới thở phào cảm ơn người thanh niên cứ rối rít. Mọi chuyện đã ổn. Ông Hoàng vội vàng đưa ông Chiến vào viện để kiểm tra lại lần nữa cho chắc. Trên đường đi, ông dùng mình nhớ lại lời Quốc nói. Ông nhìn chằm chằm vào ông Chiến, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh. Ở bên nhà của Quốc, lúc này gã đang đứng bên mái hiên ngắm nhìn màn mưa trắng trời, nở nụ cười ý vị. Nhìn về phía xa xăm mà nói một câu không đầu không cuối. Ai bảo không nghe lời. Sau sự việc của ông Chiến, người làng dần dần thấy sợ hãi với những điều Quốc nói. Có vài người mê tín đã đến tận nhà Quốc để nhờ Quốc xem vận hạn cho mình. Có những người chỉ muốn tìm hiểu để xác thực xem lời đồn đó có thật hay không. Người đến ngày một nhiều, Quốc cũng nghỉ việc luôn ở xưởng, quay về mở cái nghề bói toán. Không biết cơ duyên từ đâu, những gì gã nói đều đúng, kể cả chuyện quá khứ hay là vị lai. Người trong làng vô cùng thán phục. Việc đáp lễ ở chỗ Quốc cũng lạ, đó là gã chỉ nhận thịt chứ không thể nhận tiền. Lúc đầu mọi người bán tín bán nghi, nhưng rồi những thứ gã nói ra đều nghiệm, khiến cho Quốc được mọi người tôn lên làm thầy. Tiếng lành đồn xa, những người ở mấy làng bên cạnh cũng bắt đầu hứng thú mà chạy sang bên đây để xem. Mặc dù như vậy, Quốc vẫn có một quy tắc nhất định là chỉ xem bói vào những ngày rằm, còn những ngày khác thì hữu duyên mới xem, còn lại thì không tiếp. Quy tắc bí ẩn lại càng làm cho người ta tò mò. Những kẻ mê tín lại càng tin vào việc Quốc là người trời đấy, được phái xuống để cứu những người khốn khổ đấy. Điều ấy nó lại càng hợp lý với việc Quốc đã chết mà sống lại. Mặc dù Quốc xem bói cho người khác làm cho họ phất lên nhiều chuyện, tuy nhiên bà Lành thì lại liên tục gặp những sự không may, như là việc ruộng lúa của bà đang tốt như thế, sau trận mưa ập đến thì ngập úng toàn bộ, sao không còn sót lại gì. Ở trong nhà mặc dù người xem bói cúng kiếng không biết bao nhiêu là thịt thà, thế nhưng chỉ trong vài ngày đã biến mất không còn dấu vết. Quốc cũng chẳng giải thích việc này, chỉ nhắm mắt làm lơ.
khiến cho bà buồn phiền. Mỗi một ngày, Quốc cứ loanh quanh luẩn quẩn ở nhà, hôm nào không xem bói thì cũng chỉ đóng cửa ở lì trong buồng. Bà Lành cũng dần dần cảm thấy sự kỳ lạ trong những hành động của con. Nhân lúc lúa đã hết, không phải ra đồng, bà cũng để ý hơn. Con trai bà vốn dĩ là người coi trọng vẻ bề ngoài, ngủ dậy là cứ phải soi gương một lúc mới chịu được. Thế nhưng từ khi Quốc sống lại thì không còn soi gương hay là chăm chút như trước. Anh trở nên xòe xòa, tóc tai rũ rượi. Nếu như bà Lành không nhắc nhở thì có khi còn chẳng thèm đi tắm. Quốc hay ngồi ở những chỗ tối, không có ánh đèn chiếu tới. Mỗi một lần vào nhà thấy cảnh đó, bà Lành đều thót tim. Hỏi đến thì Quốc chỉ đáp là do chói mắt. Sau nhà bà Lành có mảnh vườn, hôm trước nhân lịp dịp rảnh rỗi dọn lá khô lại thành đống đốt. Không hiểu vì sao khi Quốc nhìn thấy ngọn lửa bốc lên thì như sợ hãi. Sắc mặt của Quốc rúm cả vào. Khi đống lửa bùng lên càng ngày càng to, Quốc rú lên một tiếng rồi chạy vào buồng đóng sầm cửa lại. Những ngày mất mùa, bà Lành phải ở nhà. Bao nhiêu ngày ở nhà là bấy nhiêu ngày Quốc không chịu ăn uống gì. Nếu có ăn thì cũng chỉ khều khều chọc chọc bắt cơm một chút rồi để nguyên đó, khiến cho bà Lành sầu não. Những lúc bà Lành không nhịn được tò mò mà hỏi thì Quốc lại dùng bàn tay lạnh lẽo vỗ vỗ vào tay bà trấn an, rằng thì là mẹ mệt mỏi mẹ cả nghĩ thôi. Lại nói về Thắm, lên thành phố học từ hôm đó đến tận bây giờ cũng chẳng về nhà thêm một lần nào nữa. Ở trên phố, Thắm có một người bạn trai hết mực yêu thương mình, tên Quang. Thấy thái độ khác lạ của Thắm từ đợt về quê lên, Quang cũng lo. Thiết nghĩ là Thắm quá đau buồn vì cái chết của người em họ, Quang không ngừng cố gắng an ủi. Mãi một thời gian sau, Thắm mới lấy lại được tinh thần, trở về sự nghiệp học hành. Mọi thứ vẫn tốt trước khi Thắm nhận được cuộc điện thoại của bố. Ông Hoàng kể lại những việc gần đây xảy ra, ngay cả việc ông và ông Chiến gặp nạn, chuyện Quốc xin nghỉ ở nhà xem bói. Từng câu từng chữ ông Hoàng nói đều khiến cho Thắm rùng mình, cả người run lên từng chập. Quang ngồi một bên thu hết những biểu cảm của Thắm vào trong mắt. Anh ta lờ mờ nhận ra gì đó trong từng lời kể của ông. Cũng sắp hết học kỳ rồi, một tháng sau chúng con sẽ về thăm bác. Câu trả lời khiến cho ông Hoàng ngẩn người rồi đồng ý. Cuộc nói chuyện có vẻ không liên quan này lại chính là kế hoạch của Quang. Cúp máy, anh quay qua ôm Thắm an ủi. Em đừng lo, anh hiểu rồi. Cái ôm ấm áp của Quang như có phép màu, sự lo lắng của Thắm như vơi đi một chút. Sau khi Thắm ngủ, Quang lặng lẽ đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại có vẻ rất quan trọng. Sau khi cúp máy, Quang quay đầu nhìn qua cửa phòng ngủ khép hờ rồi thở dài. Ai, tội nghiệp thật đó. Ông Hoàng kết thúc cuộc nói chuyện với con, quay sang nhìn ông Chiến đang bó bột, thong thả cầm ly trà nhấp một miếng. Ai, mạng của bác cũng lớn thật đấy, gớm, ngạt nước lâu thế mà không chết. Ông Chiến chép miệng. Lớn gì, nếu như hôm ấy tôi với ông mà nghe lời thằng Quốc thì cũng chả xảy ra cái cớ cái sự đấy. Ông Hoàng ánh mắt dõi sang bên nhà của mẹ con bà Lành mà thở dài thườn thượt. Chuyện Quốc hồi hồn sống lại trở thành nỗi bận tâm trong ông, sự giằng xé tâm can. Không biết từ bao giờ đã dần dần hình thành. Ông tự hỏi không biết cái việc này là chuyện vui hay là chuyện buồn nữa. Mặc kệ cho những lời ca tụng có cánh của bà con hàng xóm, Quốc vẫn tiếp tục sự nghiệp bói toán của mình. Những lời gã nói rất đúng. Cho dù đó là chuyện bí mật đến thế nào, gã cũng có thể đọc ra phanh vách, nhẹ nhàng tựa như chính mắt gã đã từng nhìn thấy. Lễ vật càng ngày cũng càng đa dạng hơn, nhưng có một điểm chung, đó là nhất định phải có thịt sống. Và một ngày kia có một người phụ nữ ở nơi khác dùng 5 cân thịt đến để xin Quốc xem cho. Bà này nài lỉ hết lời rằng là thịt này là thịt lợn mới mổ xong. Đấy, cái bắp vẫn còn đang dần dật kia kìa. Cuối cùng Quốc gật đầu đồng ý. Bà này muốn đến để Quốc chỉ cho làm thế nào để phất lên, vì gia đình bà gần đây làm ăn chả hiểu sao nó thất bát, lụi bại quá. Người ta thậm chí còn vay cả tiền không trả, lấy hàng xong cũng chẳng tính tiền. Quốc nheo mắt nhìn người đàn bà từ đầu đến cuối, rồi thái độ niềm nở. Gã mời bà ngồi xuống, hỏi sơ qua về gia can.
bà này đang sống một mình, đã ly hôn chồng. Quốc lập tức như mở cờ trong bụng, đưa cho bà một mẩu giấy màu đỏ, đoạn trầm giọng: "Bây giờ bà về, làm y theo những gì tôi viết ở đây, khác được như ý nguyện." Người đàn bà cầm tờ giấy trong tay hí hửng đi về. Bà còn cúi đầu cảm ơn, dúi vào tay Quốc mấy tờ 500. Quốc nhìn tờ tiền rồi đột nhiên ném xuống đất trước ánh mắt ngạc kinh ngạc của mọi người. Không biết tờ giấy viết gì, nhưng hai hôm sau, người ta thấy người đàn bà kia khăn gói đứng trước cửa nhà, vẻ mặt hồ hởi đi vào. Quốc thấy bà ta quay lại thì niềm nở đón tiếp. Bây giờ mới là chập tối, bà lành thấy khách đến thì cũng ra hiếu khách mà nấu cơm người mời người đàn bà ăn. Suốt cả bữa cơm, bà lành cứ im lặng lối hối tập trung ăn, mặc kệ cho Quốc và người đàn bà kia nói chuyện. Khi mặt trời đã tắt hẳn, bầu trời đã tối đen như mực, người đàn bà kia cũng không có định rời đi. Cô ta ngồi một bên, bà lành nói chuyện lến thoáng. Cô ta hết nói những chuyện trên trời dưới đất, rồi lại chuyện lông gà vỏ tỏi. Bà lành chỉ khách sáo tiếp lời. Mãi một lúc sau bà mới ghé tai hỏi con trai: "Cái cô này là ai thế con? Là người yêu của mày đấy à? Muộn thế này rồi không về, rồi đàn bà con gái đêm hôm nó nguy hiểm." Quốc chỉ cười cười: "À, là bạn gái của con mà. Nhà cô ấy đang sửa, cho nên con cho cô ấy qua nhà mình ở nhờ mà. Không, không có gì đâu, mẹ đừng có lo." Bà lành gật gù rồi đi vào nhà thu dọn bát chén, để cho Quốc và người đàn bà kia ngồi nói chuyện. Đến nửa đêm, ai về buồng nấy. Quốc nhường buồng của mình cho người đàn bà kia, còn mình thì nằm ở ngoài gian khách. 2 giờ sáng, bà lành bị đánh thức bởi tiếng động lớn. Bà cầm lấy đèn pin bên cạnh lọ mọ đi ra xem. Bước đến căn buồng của Quốc, thấy cánh cửa đang khép hờ. Nhưng thứ hiện ra làm cho bà đứng tim. Bà lành lập tức tắt đèn pin, đi về buồng rồi đóng chặt cửa, leo lên giường, ngồi ở đó mà run cầm cập. Bà đưa đôi tay lúc này đã nhớp nháp mồ hôi, nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Con trai bà, không, nếu như nói đúng ra thì nó không còn là con bà nữa. Nó không còn là thằng Quốc nữa. Cái thứ đó khuôn mặt bê bết máu, nụ cười tẩm lợm, nó hiện ra trong đầu bà. Những ký ức lộn xộn đang giằng xé tâm can của bà. Cái thứ ma quái đó chồm lên người phụ nữ kia, điên cuồng vục đầu vào bụng của người phụ nữ kia mà gặm, mà nhấm. Cánh tay của người phụ nữ kia như là con búp bê, chỉ bằng một lực rất nhẹ đã giật đứt kia ra, máu văng tung tóe. Thậm chí tấm chiếu dài trên giường cũng ướt đẫm máu tươi. Người phụ nữ lúc ấy đôi mắt trợn trừng, nhìn về phía cửa như cầu cứu. Có lẽ tiếng động cũng chính là do người phụ nữ gây ra. Nhớ lại đôi mắt trắng dã khiến cho bà lành rùng mình. Bà cố nhắm mắt trấn an bản thân rằng đó chỉ là mơ, mọi chuyện không có thật. Nằm ở đó, bà cứ tụng niệm A-di-đà Phật cho đến tận khi trời sáng. Đôi mắt đã sưng húp lên. Mệt mỏi ngồi dậy, bà nặng nề đi ra ngoài phòng khách. Thấy Quốc vẫn đang nằm gác tay lên trán, mắt nhắm như đang ngủ. Bà lấy hết sức bình sinh tiến lại gần gọi: Quốc ơi, Quốc, dậy chuẩn bị ăn sáng con ơi. Gọi cả bạn con dậy ăn chung luôn cho vui con ơi. Quốc lờ mờ mở mắt, nhìn mẹ một cái rồi lạnh lùng: Cô ta đi về rồi, nhà sửa xong rồi cho nên đi về. Câu nói của Quốc làm cho bà rùng mình, tay cầm cốc nước bất giác run lên. Bà cố gắng gượng ừ một tiếng rồi quay về buồng. Đôi chân gầy gò phải lết từng bước, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt hằn dấu chân chim. Ngồi trên giường nhớ lại sâu chuỗi những sự việc khác thường của con, bà càng nghĩ thì càng ngộ ra nhiều thứ. Kinh nghiệm mấy mươi năm cuộc đời đủ để cho bà nhận ra rằng con bà đã không còn là thằng Quốc nữa, mà nó chính là quỷ nhập tràng trong dân gian vẫn hay nói đến. Bà với tay lấy bức ảnh ở đầu giường, lau lau mặt kính. Nước mắt của bà rơi lã chã. Hình ảnh người con trai với nụ cười tươi như ánh dương làm cho bà không nhịn được mà thốt lên: Con ơi, sao lại khổ thế này à con ơi? Trả lại con cho tôi.
Một lúc sau bà xách làn đi chợ. Trước khi đi bà còn không quên nói với Quốc như thông báo: mẹ đi mua ít thịt, có sẵn than rồi, trưa nay mẹ con mình nướng nhá. Quốc nghe đến thịt thì sáng mắt, nụ cười lạnh lẽo rồi gật đầu lê lịa. Bà Lành nhìn biểu cảm ấy mà đau lòng. Con của bà cười nó không giống như thế này. Bà đi ra chợ mua vội 2 cân thịt rồi sang bên nhà ông Hoàng. Vào nhà thắp một nén nhang, khấn vái gì đó, gọi ông Hoàng vào nhà. Ông Hoàng cảm giác có chuyện chẳng lành, liền hỏi ngay: có chuyện gì mà gấp thế? Bà Lành run rẩy cầm ly nước uống một hơi rồi nhìn ông anh trai: bác phải bình tĩnh, những lời em nói sắp đây nhất định bác phải tin em. Ông Hoàng gật gật đầu. Bà Lành kể lại chuyện bà nghi Quốc là quỷ nhập tràng, nó nhập vào xác con bà trong lúc đưa tang. Ông Hoàng tái mặt không thể tin nổi. Bà Lành lại tiếp tục kể những gì mà mình cảm nhận được ra. Chuyện nó không soi gương, không tắm, sợ lửa, đỉnh điểm là cái cảnh tượng khủng khiếp đêm qua. Kể đến đây, bà Lành lại còn nhớ ra đêm mấy ngày trước lúc đi sang bên buồng của con lấy cái chiếu đi giặt. Lúc ấy bà ngửi thấy một mùi cực kỳ hôi thối như là mùi chuột chết. Tấm chiếu cũng ướt sẫm cái thứ gì nâu nâu trông rất tởm. Khi hỏi thì con bà chỉ lảng tránh chứ không trả lời. Bà Lành thầm tự trách sao lúc đó mình không phát hiện ra những điểm bất thường, mà đến tận giờ phút này khi đã có một sinh mệnh chết tức tuổi mới nghĩ ra. Ông Hoàng trấn an em gái rằng là sẽ cùng bà nghĩ cách. Thế nhưng hiện tại phải im lặng đã, chứ nếu để con quỷ nó biết được, không khéo. Ông khuyên bà cứ đi về nhà đã, rồi để ông tính. Bà Lành đi về thì đúng như dự đoán, vừa về đến cửa đã thấy Quốc đon đả xách giỏ thịt. Trưa hôm đó lại mất đi hơn cân. Để cho Quốc không nghi ngờ, bà đứng ở dưới bếp chửi đẳng: con mèo nhà nào cứ đến ăn trộm thịt của bà đấy, bà bắt được mày rồi bà làm thịt. Về phía ông Hoàng, ông thẫn thờ ngồi phòng khách nhìn ra cổng. Qua lời kể của em gái, ông càng chắc chắn hơn về cảm giác của mình. Ông nhấc máy gọi điện cho Quang. Hai bác cháu trò chuyện một lúc lâu. Khuya hôm đó khi mọi thứ đã yên tĩnh, nhà nhà đã tắt đèn đuốc đi ngủ, ở bên ngoài có một bóng lưng biến mất trong đêm. Ấy chính là Quốc, hay đúng là con quỷ trong xác của Quốc. Có vẻ như những túi thịt mà người đi xem bói đưa tới không đủ để cho nó thỏa mãn, cho nên ban đêm nó bắt đầu đi kiếm ăn. Lặng lẽ đi trên con đường làng, miệng nhẻo dãi, đôi mắt đã trợn lên trắng dã, mái tóc che phủ một bên mắt bê bết vào với nhau bẩn thỉu vì không tắm. Chân trần đi trên con đường đá sỏi, láo liên ngó trái ngó phải. Những con chó trên hai bên đường cũng sủa lên inh ỏi. Quốc đột nhiên chồm lên, túm lấy một con chó ở ngoài cổng, vặn gãy cổ con chó rồi cứ thế mà bắt đầu cắn xé. Chừng như ăn con chó con chưa đủ no, nó lại bắt đầu lân la đi tìm. Đứng trước cửa nhà nhìn chăm chăm vào cái chuồng gà, nước dãi nó nhèo ra. Lúc này khóe miệng của nó đã ngoác ra, cái quai hàm ở bên dưới trễ xuống, thành ra cái mồm của nó bây giờ to lắm, thậm chí có thể nhét vừa cả quả bóng. Bầy gà như phát hiện nguy hiểm, kêu lên ráo rác lục sục ở trong chuồng. Một bàn tay cứng rắn thò vào bên trong giật mạnh, đầu của mấy con gà cứ thế dần dần lìa khỏi cổ. Cái thứ mà quái ấy cố gắng nhồi nhét cái đống thịt gà sống lẫn cả lông lá máu me vào miệng. Cứ như vậy, một đêm bão tố đi qua. Buổi sáng ngày hôm sau, làng trên xóm dưới truyền tai nhau chuyện gà chó trong xóm bị giết cấu xé dã man. Mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên khiến cho ai nấy tẩm lợm. Người ta đồn đoán là do thú dữ từ rừng về, nhưng không ai có thể hình dung ra được con thú nào mà có thể lộng hành cả làng như vậy. Đoán già đoán non một hồi, cuối cùng người ta tặc lưỡi: thôi thì cứ biết đề phòng, chứ cũng chả đoán được là cái loại gì nó gây ra cái sự tình này. Về phần con quỷ, nó ăn no cả buổi tối, bây giờ vẫn đang say sưa nằm trong buồng xoa cái bụng đã tròn trướng lên của mình.
Bà Lành trạng thái điềm tĩnh như chưa hề có chuyện gì. Bà cứ chiều chuộng con quỷ đội lốt người, hàng ngày đi chợ mua thịt, rồi lấy cớ ra đồng làm việc đến tối muộn mới về. Thực chất bà chỉ ra ngoài đường rồi rẽ sang bên nhà ông Hoàng để bàn kế sách đối phó với con quỷ. Ban đầu ông Hoàng cũng có hỏi bà, việc tiêu diệt con quỷ sẽ khiến cho con bà biến mất mãi mãi, sợ là em gái của mình không nỡ. Nhưng không ngờ là bà Lành cứng rắn lắm. Bà nghiêm túc lắc đầu, giọng điệu có vẻ hận thù. Cái thứ quỷ đó, nó không để cho con em yên nghỉ, em không tiếc. Ông Hoàng bấy giờ mới yên tâm. Ông cũng nói đến việc Quang và Thắm chuẩn bị về nhà. Bà Lành lo cho con Thắm, bởi vì con bé yếu lắm, sợ biết được tin này rồi nó bị ám ảnh. Nhìn bóng lưng gầy guộc của em gái đi khuất, ông Hoàng thở dài, thắp một nén nhang lên ban thờ tổ tiên. Không biết là kiếp trước nó gây ra cái tội cái tình gì mà thành thế này. Khổ thân em tôi. Màn đêm lại buông xuống. Một ngày của con quỷ chắc là chỉ trông chờ đến đêm. Nó lại bắt đầu công việc đi săn. Lần này nó gan hơn, không quan tâm đến những con mồi như gà, như chó, mà nó nhắm đến những động vật lớn hơn. Con bò của nhà Hoan là một ví dụ. Lần mò đến chuồng bò nhà Hoan, rón rén bò vào trong, đến phía sau mông của con bò. Như phát giác được nguy hiểm, con bò vung chân đá mạnh một cái. Con quỷ bật sang ngã rối rụt. Nó tức điên cuồng chồm lên. Móng tay từ bao giờ đã mọc dài, sắc nhọn. Nó nhe hàm răng, hai cái răng nanh nhẻo ra quặp xuống, cắn thẳng vào bên hông của con bò. Máu từ vết thương ở hông rỉ ra. Con bò đau đớn giống lên. Ngặt nỗi là cái chuồng dựng ở xa nhà. Hơn nữa là đã đêm khuya cho nên cũng chẳng ai biết được. Con bò dãy giụa định dùng cặp sừng của mình húc mạnh. Thế nhưng mà con quỷ nó khỏe lắm. Cứ như vậy, nó túm lấy con bò vật đánh ầm một cái xuống đất. Cho đến khi nó siết cổ con bò không dãy giụa được, những dòng máu ấm nóng cứ thế mà chảy ra. Miếng thịt tươi đỏ bị con quỷ xé toạc nhai nhút ngon lành. Sau khi ăn thịt con bò, chỉ còn lại đống nội tạng bê bết trong vũng máu. Bây giờ con quỷ mới nhìn sang bên con bê con ở góc chuồng. Thế nhưng hôm nay no rồi, nó coi như đó là của để dành. Một hồi đứng dậy, nó mới ôm cái bụng lặc lè đi về. Bình thường con quỷ này sẽ không tắm, nhưng mỗi một lần đi săn về, người dính đầy máu, nó phải miễn cưỡng lội xuống ngay chỗ cầu ao mà xối nước đi. Nằm ở bên buồng, bà Lành nghe tiếng mở cửa phòng vang lên rồi đóng sầm lại, biết là nó đi về rồi đấy. Bà cuối cùng mới yên tâm thở phào, nó ăn no thì nó sẽ không hại mình. Việc đi săn làm cho con quỷ càng ngày càng thích thú. Ngay ngày hôm sau, Quốc bỏ luôn việc xem bói. Bà Lành thấy nó có hành động lạ thì lo lắng không thôi. Lâu lâu Quốc cứ nhìn bà chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống bà vậy. Bà Lành lẩm bẩm tính toán. Bà giật mình, tính từ lúc con trai bà chết đến hôm nay đã tròn 50 ngày. Con trai mình bị chiếm xác hành hạ 50 ngày mà bây giờ bà mới nhận ra. Lấy cái áo khoác tạm, rồi ra sau bếp cầm cái cuốc, ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh đến lạ. Nhưng trong lòng của bà thì nặng nề u ám. Ngoảnh vào trong nhà nhìn con, dặn dò vài câu lấy lệ, rồi ra ngoài đồng. Mấy ngày trôi qua, hôm nay tâm trạng của Quốc kích động lạ thường. Đến tầm buổi trưa, gã đột nhiên mở cửa, ráo rác nhìn ra xung quanh. Miệng của gã cứ gầm gừ những từ gì mà người khác nghe không rõ. Mày về rồi. Về rồi. Lúc ấy Thắm và Quang cũng đã về đến cổng làng. Bà Lành nhớ lời ông Hoàng. Ông đã xin cho bà lá bùa mang về đặt vào hũ gạo ở trong bếp. Một lá đặt dưới tấm lót ghế, một lá bùa đặt ở cái cột trong nhà.
nối ba nơi lại thành một hình tam giác bao quanh ngôi nhà. Xong bà lập tức đi sang bên nhà ông Hoàng. Bây giờ ông Hoàng và Thắm còn có hai người lạ mặt cùng với mấy thanh niên trai trắng trong làng đã ngồi ở đây. Lá dâu tằm phơi đầy đất, thậm chí không biết còn lấy đâu mấy cành liễu đã đặt thành đống buộc ở trên bàn. Mọi người chuẩn bị cho kế hoạch mà ông Hoàng đã nói. Hai người lạ mặt kia chính là Quang và cha của anh, ông Vinh. Bản thân ông Vinh là thầy Pháp đã có nhiều năm tu vi. Ông đến đây chính là vì câu chuyện con trai kể lại. Đám thanh niên kia cũng là do ông Hoàng đi quanh làng cầu cứu giúp sức. Mọi người trong làng hầu như đều đã bắt đầu biết chuyện này. Bên phía con quỷ, đến khi nó muốn ra ngoài, thế nhưng không hiểu tại sao nó như bị chặn lại bởi một lớp lá chắn vô hình. Có khi bản thân đã bị phát hiện. Lúc này con quỷ rít lên một tiếng, đôi mắt vằn lên tơ máu. Màn đêm càng buông xuống thì sức mạnh của nó càng bùng lên, chân thân của nó hiện ra. Đôi tay của nó cứ thế mà cào soàn soạt lên bờ tường. Hàng xóm ở xung quanh ngôi nhà lúc ấy rùng mình đóng chặt cửa. Bởi lẽ trong bóng tối u uất, họ nghe thấy tiếng gào thét điên dại vang lên từ bên ngôi nhà của bà Lành. Bên này thầy Vinh cũng đã sắp xếp xong. Thầy bảo mấy la bùa đó cũng chỉ chịu được tầm 2 tiếng. Ta phải nhanh lên, chứ nếu nó thoát ra thì lớn chuyện. Thầy Vinh chỉ tay về những người thanh niên, căn dặn họ mỗi người lấy 2 nhánh dâu tằm buộc lại. Lúc đó thì xếp hàng trước cửa nhà bà Lành. Bản thân thầy sẽ cầm cành liễu để làm phép. Còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên con Thắm đang ngồi ở bên đó ngất lịm đi. Thầy Vinh liếc nhìn qua, biết ngay là chuyện gì, bảo Quang đỡ con Thắm dậy. Thầy lấy sẵn mấy cành liễu cùng lá bùa lầm bầm, rồi đột nhiên hô một tiếng thượng. Ngay lập tức Thắm mở mắt. Tuy nhiên đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không, Thắm mấp máy môi, miệng khàn khàn phát ra tiếng: "Tôi chỉ đến báo tin thôi." Ông Hoàng há hốc mồm ngạc nhiên nhìn con gái, nhưng thầy Vinh thì bình tĩnh. Thầy nghiêm mặt gật đầu. Thắm nói: "Con quỷ kia xảo trá, nó chết oan không được đi đầu thai, cho nên muốn tìm cách hồi hồn làm người, dần dần biến thành nhập tràng, ngụ ở cây si. Trước đây nó đã từng nhập vào một thân xác khác nhưng không thành. Lần này nó đã tìm được, nó đã dùng phép của mình sai khiến đám ma mới đi lấy thông tin để cho lão bói toán, rồi kiếm thịt tươi. Chính người đàn bà nằm ở trong buồng hôm trước bị nó ăn thịt, thậm chí còn không còn cả xương. Bây giờ nó đã biết mọi chuyện rồi đấy. Nó biết thời hạn của lá bùa đấy. Nó đang chờ. Hết bùa là nó sẽ ra đấy. Nó nhất định sẽ sang đây giết tất cả các người đấy." Cái vong hồn kia nói xong liền rời khỏi người Thắm. Ông Hoàng lo lắng cho con, nhưng thầy Vinh an ủi: "Ông cứ yên tâm. Thầy Vinh lo lắng chính là con quỷ này. Sự việc không đơn giản." Thầy dặn dò mọi người để Thắm và Quang ở nhà, còn thầy, ông Hoàng và đám thanh niên sang bên nhà của bà Lành để trừ con quỷ. Mấu chốt chính là bà Lành. Bà Lành có quan hệ huyết thống máu thịt với cái xác này, cho nên chính bà sẽ là người trừ quỷ. Ông đưa cho bà Lành một cây liễu, một bình nước, bên trong nói là nước thánh ở trên điện. Ông dặn dò: "Một chút con quỷ nó gục xuống, bà phải dùng cành liễu này tẩm nước thánh mà vụt vào người nó 3 lần để trừ con quỷ." Bà Lành run run gật đầu. Cả nhóm người nhanh chóng đi sang bên đó. Lúc này con quỷ đã cảm nhận được, nó gào lên muốn chồm tới ăn tươi nuốt sống đám người, nhưng vẫn bị kết giới vô hình chặn lại. Bước vào cửa, đám thanh niên lập tức hành động theo kế hoạch. Họ lấy ra những cành dâu tằm còn sót lại, rải xung quanh nhà thành vòng tròn, đứng xếp thành một hàng ở trước cửa nhà. Hàng xóm cũng tò mò mà mở cửa ngó nhìn sang. Thầy Vinh lúc này mặc pháp bào màu lam, tay cầm một cái bình trắng sứ, tay còn lại cũng cầm một cành liễu mỏng. Thầy tưới nước xung quanh kết giới. Con quỷ cảm nhận được đau đớn thì rít lên,
hàm răng nó như nghiến vào nhau kèn kẹt đến giận người. Nó bắt đầu gào thét chửi rủa. Lúc thầy Vinh nhìn sang, thầy bàng hoàng giật mình. Lá bùa ở cây cột đã cháy rụi, đồng nghĩa với việc đã đến lúc thời gian kết giới duy trì kết thúc. Chỉ trong một chớp mắt, con quỷ lập tức chồm lên muốn tấn công thầy Vinh. Thế nhưng đúng lúc ấy, bà Lành hét lên một tiếng rồi điên cuồng xông tới, tạt nguyên cả bình nước thánh vào lưng nó. Nước thánh chạm vào cơ thể của con quỷ cứ như là bị tạt axit, bốc cháy xèo xèo, mùi hôi thối lan ra. Đám thanh niên lập tức vung những cành dâu tằm trong tay, tạo thành một màn kết giới mới, khiến con quỷ không dám xông ra nữa. Cứ mỗi một lần bị cành dâu tằm vụt vào người, con quỷ dãy lên kêu choe choe đau đớn. Bà Lành nhắm mắt nhắm mũi, vụt mạnh một roi về phía trước, trúng vào người con quỷ. Nó nằm vật xuống đất. Cành liễu tẩm nước thánh xem ra uy lực còn hơn cả cành dâu. Thầy Vinh cũng hợp sức vẩy nước thánh lên người nó. Mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc, những người bên ngoài thì phải thậm chí bịt miệng che mồm. Con quỷ quằn quại dưới đất. Bà Lành lại vụt nó thêm một cái nữa. Lần này con quỷ kêu lên, cổ họng nó ộc ra máu đen. Nó quay phắt lại về phía bà Lành, nó gào lên choe choe: "Mẹ, mẹ ơi, con đau lắm rồi, mẹ đừng đánh con, mẹ ơi." Chỉ còn thêm một roi nữa là sẽ diệt được con quỷ. Nhưng câu nói này làm cho bà Lành sững lại. Bà rôn rôn rẩy rẩy: "Con ơi, con..." Con quỷ rú lên một tiếng, nó cười sằng sặc ghê rợn. Nó định tranh thủ lúc bà Lành đang lần trần không ra tay, chồm lên để giết bà. Nhưng trong chớp mắt, bà Lành mở bừng mắt lên, bà quệt ngang ngước mắt, vung thẳng cành cây liễu ở trong tay giáng một đòn cuối cùng. Cái xác đen ngòm từ trong mắt của Quốc phun ra làn khói đen. Thầy Vinh chỉ chờ có thế, lập tức giơ cái bình lên, bàn tay thoăn thoắt bắt pháp điểm mạnh vào đáy của cái bình. Từ trong cái bình, những dòng nước pháp cực mạnh phun ra thẳng vào làn khói. Chỉ thấy làn khói rít lên một tiếng, rồi sau đó từ từ tan đi. Bà Lành quỳ thụp xuống bên cạnh cái xác đang dần dần phân hủy, mặc kệ mùi hôi thối ghê tởm nhảy nhụa, bà nằm vật ra đó mà khóc. Thầy Vinh cùng với ông Hoàng và những người thanh niên kia gọi quan tài, chuyển phần còn lại của cái xác cho vào bên trong. Cánh phu đào huyệt cũng đã được ông Hoàng sắp xếp đào huyệt trước. Chỉ trong vòng một buổi sáng, đám tang đã được tổ chức. Sau ngày hôm đó, cha con ông Vinh và Thắm ở lại thêm một thời gian mới lên thành phố, để đảm bảo là mọi sự ở đây đã an toàn. Vùng quê đã trở lại thanh bình, không còn những vụ mất tích gà vịt gia súc gia cầm bí ẩn nữa, và cũng chẳng có ông thầy bói nào cả. Bà Lành sau sự việc cũng dần dần bình tâm lại. Bà biết bà vẫn phải sống, sống để còn nhang khói cho con. Một mình bà ở trong căn nhà lạnh lẽo, cuộc sống của bà bây giờ cũng như vô hồn. Bà đau yếu lên miên, khiến cho ông Hoàng cứ phải chạy qua chạy lại suốt. Vào mùa đông lạnh lẽo, những cơn gió thổi qua, bộ dáng gầy gò của bà Lành run lên. Trên tay của bà cầm một chiếc áo măng tô sờn vai của người chồng quá cố, trên đầu đội cái mũ len mà chính con trai mua cho. Mùa đông năm đó, bà Lành ngồi thẫn thờ ở cái ghế ngay trước cửa nhà, nhìn đau đáu ra ngoài khi những cơn gió mùa đông bắc thổi heo hắt, mà hồn bà đã rời đi khỏi cõi trần, đoàn tụ về cõi âm tào địa phủ với chồng con bà. Khi chết, trên môi của bà vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc.
hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.